Vừa qua, Nhà Trắng cho biết Mỹ đang cân nhắc tăng thuế đối với hàng nhập khẩu trị giá 18 tỷ đô la Mỹ từ Trung Quốc. Các mức thuế mới sẽ nhắm vào các lĩnh vực chiến lược như xe điện, pin, thép và khoáng sản quan trọng. Theo Nhà Trắng, thuế suất đối với xe điện sẽ tăng gấp 4 lần lên 100% trong năm nay, trong khi thuế suất đối với chất bán dẫn sẽ tăng lên 50% vào năm tới. Ngoài xe điện và chất bán dẫn, Mỹ còn tăng gần gấp 3 mức thuế đối với một số sản phẩm thép và nhôm cũng như pin lithium ion EV và các bộ phận pin. Thuế suất đối với than trì tự nhiên và một số khoáng sản quan trọng khác sẽ tăng từ 0 lên 25% và thuế đối với pin mặt trời cũng tăng từ 25% lên 50%. Trong khi đó, đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai khuyến nghị tăng thuế đối với nhiều mặt hàng của Trung Quốc, cho rằng cần có thêm hành động để giải quyết các chính sách và hoạt động chuyển giao công nghệ của Bắc Kinh mà Washington cho rằng làm tổn hại đến người lao động và doanh nghiệp nước này. Phản ứng trước động thái trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cùng ngày tuyên bố, Trung Quốc luôn phản đối hành động đơn phương tăng thuế, vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nước này.